Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Revenge of the Sea Team. Trong thời gian giữa hai tập, mình vẫn tiếp tục hoàn thành căn cứ và ta đã có được cái phần hàng rào bao bọc xung quanh toàn bộ căn cứ rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tới một phần vô cùng quan trọng để hoàn thành được căn cứ này, đó là clay. Clay chúng ta sẽ cần nấu lên để làm brick. Và làm sao để có thật nhiều clay? Sử dụng Blood Magic để chế tạo clay thôi. Giờ xuống dưới trước đã. Ở đây là Blood Altar được chuẩn bị sẵn. Nó chỉ mới là Tier 1 thôi, nhưng mà nó có thể mở rộng lên cả Tier 6 lận. Tuy nhiên là ta không có mở rộng lên tới Tier 6 đâu. Mình chỉ mở rộng tới khi nào mình cần đủ để chế tạo lượng clay chúng ta cần thôi. Và hãy coi công thức của clay trước khi tiếp tục nào. Đây là công thức của cái thằng Thermal Expansion. Nó cần slag. Và slag này nó rất là mất công. Nếu chúng ta chế tạo ít clay thì không có vấn đề gì, mà mình cần số lượng cực lớn. Blood Magic là cái lựa chọn tốt hơn. Một cái xô nước, một cái cục cát và có con zombie. Ê, đâu ra vậy, đâu ra hay thế. Ở đây có Magnum Thot mà. Chắc nó chạy từ đâu đó ngoài kia vô mới ghê. Con zombie nó manh động quá. Và công thức của nó chỉ cần một cát và một xô nước với 500 LP là có thể chế tạo được. Ở trong cái Chemistry Set. Nhớ được cái tên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm Blood Magic nào. Ta sẽ cần có những thứ này để làm được những cái clay đó. Và ta sẽ lấy Sacrificial Knife. Cây này là để hiến máu nhân đạo nè. Và ta cần thêm một cục kim cương nữa. Cục kim cương sẽ được bỏ vào trong này. Mình sẽ cần khoảng 2.000-3.000 LP gì đó. Blood Magic, coi cho nó chính xác luôn. Ta sẽ chế tạo Wood Blood Up với 2.000 LP. Và hiến máu nhân đạo cho đầy cái Blood Altar ở trong. Cố gắng lên nào. Mình đang có tới 40 giọt. Rồi bình tĩnh. Và bấm thêm chút nữa là đi luôn á. Bây giờ nó sẽ chuyển cái cục kim cương này trở thành cái Wood Blood Up. Ta-da! Wood Blood Up đã xong. Lấy nó ra. Bấm phải chuột một cái để xác nhận chủ sở hữu. Mình là người sở hữu nó. Và bây giờ ta có thể bỏ vào trong để nó chuyển máu vào trong Soul Network của mình. Giờ chúng ta sẽ cần phải có những cái cục này. Đây là đá nhẵn, chuyển thành 16, lấy 16 cục xuống. Ta cần phải nâng cấp cái Blood Altar này lên Tier 2 thì sẽ có Blood Rune. Mà Blood Rune sẽ cần có Plank Slay. Và Plank Slay này cần có 16 cái, bởi vì một cái Blood Rune cần 2 cái, cần 8 cục Blood Rune để nâng lên cấp độ 2. Như vậy là mình sẽ bỏ từng cục vào, từ từ lấy cục kia ra coi, tay không mới được. Và bỏ một cục vào trước. Nó sẽ cần 1.000 LP để chuyển thành cái Plank Slay. Có gì đó để chúng ta ăn hay không? Có chứ. Thịt bò luôn luôn là món ngon nhất. Ăn vào và Plank Slay đây rồi. Mình sẽ cần phải có tay không một lần nữa để lấy Plank Slay ra. Ta sẽ gắn em này vào đây và Wireless. Bỏ qua bển. Bỏ cục này vô. Sau khi nó chuyển thành Plank Slay, nó sẽ tự động chuyển vào cái chest bên kia. Chúng ta có thể bỏ nguyên một stack vô cũng được, nhưng mà nó chỉ sử dụng khi nào mình có một cái lượng máu thật là vĩ đại. Giờ quên gạt cái cầu dao xuống. Đó, cứ thế mà chúng ta sẽ làm được 16 cục. Và mình sẽ làm dư ra chắc khoảng 18 cục luôn, rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Trong lúc chờ đủ 18 cái Plank Slay, mình đã đi chuẩn bị thêm một số thứ. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải có thêm đá nhẵn và cần có thêm kiến. Kiến đây. Trước tiên ta hãy làm một cái Divination Sigil để biết được có bao nhiêu máu ở trong Soul Network, cũng như là bao nhiêu máu ở trong Blood Altar. Đây là Divination Sigil. Ta để lên trển, cho hai em này vào đây và chia đều cái mớ Moonstone ra là được Blood Rune. Rồi, từ đây chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp lên Blood Altar Tier 2. Những cái cục đá cuội là nơi mà mình sẽ đặt Blood Rune đó. Giờ đặt vô thôi. Đặt vào đây và vào đây. Rất nhanh. Ta đã nâng được lên cấp độ 2. Và mắc nét đâu rồi, hút đồ vô coi cưng. Và Blood Altar Tier 2 nó đang có khoảng 3.000 LP ở trong. Tốt quá. Ta bỏ cái kiếm vào luôn. Mình sẽ chuyển cái kiếm đó trở thành cây Dagger of Sacrificial. Sacrifice chứ. Nó là Dagger of Sacrifice. Còn cây này là Sacrificial Knife. Hai cái khác nhau. Và nó sẽ mất 3.000 LP để chuyển được hết đó. Cho nên cho thêm miếng LP vào. Ăn một cái. Bây giờ nếu chúng ta phải sử dụng máu của bản thân thì quá cực khổ.
Cách đơn giản nhất là sử dụng cái cây Dagger of Sacrifice này hiến tế một vật nào đó là chúng ta sẽ có được máu xài đã đời luôn. Thì cái vật hiến tế tốt nhất đó chính là con dân làng. Vì vậy mình sẽ cần phải chuẩn bị một chỗ để sử dụng cái auto spawner này triệu hồi một đống dân làng ra. Chúng ta sẽ không cần lo đến chuyện đứng đây mà tự hiến máu nữa. Giờ để mình xây trước cái phần spawner cho tụi nó. Đây là một cái sàn 9x9 không kể bức tường kiến. Đặt một cái auto spawner lên, bỏ một cái tesseract lên và để ở trong này một cái safari net có chứa con dân làng. Mình sẽ gắn thêm một cái lever nữa để điều khiển cái thằng auto spawner này và một tấm kiến ở phía trên để chống mấy con dân làng không có đứng ở trển. Ta sẽ chọn mob farm, chọn và nó sẽ nhận chất lỏng, nhận năng lượng nhưng không nhận đồ. Vậy thôi và bắt đầu hoạt động. Tốt, những con dân làng nó sẽ rớt xuống và ở đây có một cái sao mob fall để tránh nghe tiếng ó ò của tụi dân làng. Và mình đang có 1400 LP. Một con dân làng sẽ cho chúng ta 2000 LP, 3400. Như vậy là chúng ta có thể cho được rất là nhiều LP một cách đơn giản nhất. Mình không cần phải tự hiến máu là thấy khỏe rồi đó. Chúng ta có thể làm tiếp, nếu mình muốn thì ta sẽ làm thêm một cái, mình đang suy nghĩ, Emerald khá là mắc. Nếu chúng ta làm cái cục này trở thành cái Blood Up kế tiếp là Apprentice, ta cũng không xài nhiều. Ta có thể đẩy lên thẳng cái Magician Blood Up luôn. Nó cần cái Blood Altar Tier 3. Mà Tier 3 là cấp độ 3 thì chỉ cần đổi lại những cái cục Cobblestone này thành Blood Rune thôi. Ta không cần đâu. Giờ mình sẽ chơi nguyên một stack luôn để chúng ta đổi nó thành những cái Plank Slay. Nó sẽ lẹ hơn rất là nhiều. Mấy em ở trỏng, nhiều quá rồi đó. Chắc tắt cho nó tạm nghỉ đi. Và sao em này có thể đứng ở trển được? Xuống dưới. Chúng ta đã cố gắng để cho tụi nó rớt ở bên trong thôi mà nó vẫn còn như vậy. Bây giờ còn cái phần Cobblestone chưa có đập ra nữa mới giữ. Đập ra luôn. Đó, và mấy em sẽ được rớt xuống dưới, chờ ngày được hiến tế. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bỏ nguyên một stack vào, đi theo con đường này cho nó gọn. Chúng ta sẽ có được 64 cái Plank Slay rất nhanh. Đó, nó bắt đầu chạy rồi kìa. Giờ mình sẽ tiếp tục chuyển 64 cục Moodstone này trở thành 64 cái Plank Slay rồi chúng ta sẽ tiếp tục. 64 cái Plank Slay đã hoàn thành, bây giờ mình sẽ đẩy nó lên thành Blood Rune luôn. Ta sẽ cần thêm đá nhẵn rồi đó. Đây rồi, đá nhẵn không bao giờ thiếu. Chuyển hết mấy em này luôn và được 10 cái. Giờ là 12 cái. Giờ mình sẽ cần khoảng 20 cái để chúng ta đẩy lên cái Fear 3. 17 cái rồi, 18. Chia ra. Và lấy xuống. Giờ còn lại ở chỗ này. Lấy vô luôn. Bang bang. Và 20 phần Plank Slay còn lại, chúng ta sẽ cho nó vào Blood Altar một lần nữa để chuyển nó lên thẳng những cái Reinforced Slay để chế tạo Ritual Stone. Mình sẽ cần khoảng 24 cái Reinforced Slay. Vì thế ta hãy tắt em này đi một cái, mở lên đầu này, cho vào 24 cái này và chạy cưng. Rồi đó, bây giờ nó sẽ chuyển thành Reinforced Slay. Một cái Reinforced Slay sẽ tốn khoảng bao nhiêu LP? 2000 LP. 24 cái là sẽ khoảng 48000 LP. Trong thời gian này chúng ta hãy nâng cấp cái huyết đàn lên luôn nào. Giờ mở cái mắt nét lên luôn. Và những cái Blood Rune sẽ nằm ở đây và đây. Chỗ nào mình đặt đá cuội là chỗ đó đặt Blood Rune đó. Giờ chúng ta phải luôn luôn để mắt tới chỗ này. Tiếp tục. Đổi thành Blood Rune. Bên dưới nó có cái gì vậy? À, đó, nó rớt cái cục đá cuội ở dưới và đặt ở phía sau. Vô đây chặt một cái, cứ mỗi lần chúng ta đặt được 5 cục là phải vô chổng chặt một cái. Nếu không chặt thì cái phần chúng ta đã chuyển hóa nó sẽ mất hết, rất là uổng. Tiếp tục chặt một cái và chúng ta biến thành con dân làng hả? Nó vừa có cái bóng của con dân làng xuất hiện là ta có thể biến thành cái loại dân làng nào đó. Giờ đủ chưa? 5000 nó hút thấy ghê luôn. Kinh khủng. Lấy lộn. Phải lấy cây này mới đúng. Này, hồi nãy giờ lấy lộn có thể cầm cái kiếm chặt nên nó không có ích lợi gì trơn hết á. Bây giờ chúng ta sẽ cất những em này vào đây. Và ở cấp độ 4 thì chúng ta sẽ cần thêm một mớ Blood Rune nữa. Và trước khi nó lên được cấp độ 3 thì mình sẽ cần phải có 4 cái Glowstone thay thế vị trí cho 4 cái cục ở chỗ này nè.
Đặt lại chi vậy? Glowstone bình thường mới được. Cho thêm máu vào, nó hút nhanh quá. Đập cái cục này ra, cho thêm glowstone lên trên. Đập cục này ra, gắn glowstone lên và cục này luôn. Rồi, giờ chờ một chút nó sẽ cập nhật cái huyết đàn lên tier 3 cấp độ 3. Và mình sẽ bắt đầu chuyển hóa tất cả những cái Blank Slate này trở thành Reinforced Slate luôn. Ta đã có được 28 cái Reinforced Slate. Đồng thời mình cũng tranh thủ chuyển luôn cả những cái Blank Slate này nữa. Lát nữa chúng ta cũng sẽ cần sử dụng nó. Và bây giờ ta sẽ làm cái Blood Up cấp độ kế tiếp. Nó sẽ là một cái Block Up Gold. Cần tới 24.000 LP để chuyển lên cấp độ kế tiếp đó nha. Và nó đây, Magician Blood Up. Và chính xác là 25.000 chứ phải 24.000. Bây giờ một cái Blood Onta chứa được 10.000, như vậy sẽ là khoảng 2,5 cái. Giờ mình sẽ tiếp tục cho Blood vào chổng hoặc là LP á. Đồng thời chúng ta cũng sẽ làm thêm những cái Encryption Tool luôn. Bây giờ nó hút rất lẹ. Mỗi lần chúng ta sẽ chặt một em dân làng cho 2.000 LP vào trọng. Ta hãy lấy những cái món này ra trước. Bây giờ ta sẽ cần có thêm kim cương. Mình không có chuẩn bị kim cương trong cái thời điểm này. Và bây giờ ta sẽ chờ một chút để nó chuyển thành cái Blood Up. Đây là Blank Slate thôi. Còn thứ gì ta có thể làm được trong lúc này hay không? Ây, ây, chạy ghê thế. Từ từ, bình tĩnh. Bây giờ nó được bao nhiêu rồi thì cũng chẳng biết. Nó cứ như vậy và nó hoàn thành thì nó sẽ thể hiện được. Đó, nó xong rồi kìa. Bây giờ nó đã chuyển thành được cái Magician Blood Up. Kết nối. Hãy kiểm tra xem có bao nhiêu cái máu ở trong Soul Network. 5.000 LP, quá ít. Bỏ vô luôn. Để cho nó chuyển vào trong cái Soul Network của mình. Cái này nó sẽ chứa được khoảng 100.000 LP. Rồi, giờ chúng ta sẽ khoan rút nó ra. Rút nó ra. Rồi, giờ bỏ em Gastia vào trong đó. Nó sẽ cần 1.000 để chuyển thành những cái Encryption Tool. Đây là 8.000 rồi. Giờ nó chuyển xong, ta hạ thêm một em dân làng nữa là đủ. Đó, đây là Encryption Tool. Một món. Cái thứ hai sẽ là Magma Cream. Hạ em dân làng một cái. Chúng ta sẽ làm 4 cái trước. Cái thứ hai. Giờ là cái thứ ba là cục Obsidian. Cái thứ tư đâu? Và nó sẽ là Block Up Lapis nè. Khoan. Chưa lấy cục Obsidian ra nữa. Cái thứ tư. Đây. Và chặt một em dân làng. Cứ hiến tế tụi nó. Bây giờ mình sẽ cần thêm một cái Ritual Diviner. Thì nó sẽ cần 4 cục kim cương. Chúng ta vô trong nhà lấy thật nhanh. 4 cục kim cương đã có. Làm một cái Ritual Diviner. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm lại một bộ Encryption Tool nữa đó. Và mình sẽ cần phải làm thêm Master Ritual Stone. Ta sẽ cần phải có Obsidian. Obsidian đây. Và nâng nó lên. Đầu tiên là Ritual Stone. Còn thiếu cái gì mà nó không cho mình làm? À, Blood Up. Bây giờ nó bắt buộc phải để cái Blood Up ở giữa. Bấm. Ê, nó không chịu. Tại sao nó lại không chịu? Bởi vì công thức này phải bấm bằng tay. Hơi bị phê. Giờ phải làm bằng tay 7 cái. Ok, đây là Ritual Stone. Và chúng ta sử dụng 4 cái để đẩy lên cái Master. Và 4 cái 1, 2, 3, ấy gì vậy? Tự nhiên đổi qua cục Obsidian làm gì? 1, 2, 3, 4. Đây là Master Ritual Stone. Sau khi chạy đi lấy thêm những thành phần để làm lại cái Encryption Tool, ta hãy chuyển nó thành những cái món chúng ta cần. Đầu tiên là Gastia, thứ tự không quan trọng, cứ chuyển đủ 4 món là được. Nó cần 1.000 LP thôi, không nhiều lắm. Một món, hai món, một em dân làng lại bị hạ gục. Tôi không muốn thực hiện cái cảnh kinh khủng này nữa. Đây là một điều vô cùng tàn bạo đối với tụi dân làng. Và chúng ta sẽ sớm đổi sang hình thức khác. Hy vọng là sẽ sớm thôi. Bây giờ chặt thêm một em nữa. Nhìn tụi nó thật là ngây thơ, không biết gì hết, chỉ bị nhốt ở trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ có được đủ 4 cái Encryption Tool. Chờ một chút nào. Chuẩn bị. Ok. Và lấy ra. Bây giờ mình sẽ cần phải bỏ cái Blood Up này vào bên trong cái Blood Onta để nó chuyển vào cái LP ở trong Soul Network. Chúng ta cần cái Divination Sigil. 10.000.
ta cần khoảng 50.000 để kích hoạt một cái retour. Nó hút nhanh thiệt, chưa gì nó hút hết trơn rồi kìa. Và ấy, hết dân làng rồi, triệu hồi. Bây giờ bắt đầu triệu hồi thêm dân làng, bật một em nữa. Chúng ta hãy lấy những cái plank slay, lấy những cái cục đá nhẵn để chế tạo tiếp những cái blood rune. Và em tới vừa xuống cái tiễn biệt luôn. Và bây giờ chúng ta hãy bỏ vào đây plank slay, ta cần 28. Bỏ lại đi cho đủ 28 thôi. 28 cái là vừa đủ cho cái cấp độ kế tiếp của Blood on ta. Bang. Và còn thiếu, ta sẽ lấy từ đây luôn. Đủ chưa? Ây da. Bây giờ lâu lâu nó hay bị cái tình trạng đó, rất là khó chịu. Giờ cần phải chia lại, chia đều ra, chia đều phát nữa. 29. Tốt. Nữa, thấy chưa? Thấy ghét vậy. Cứ bị vậy là sao? Chúng ta bấm giữ luôn thì nó sẽ chia đều ra. Và bây giờ chúng ta sẽ có được 28 cái blood rune. Quay qua bên đây thì một em dân làng, không phải. Tưởng tụi nó bằng một cách nào đó nó đã nhảy ra được chứ, nhưng không phải. Bây giờ ta sẽ cho máu vào trong đó. Ok, 9.000. Và kiểm tra thử cái soul network mình có nhiều máu rồi, 32.000 rồi. Cố gắng lên. Chúng ta đang có 81.000 LP ở trong soul network. Bây giờ mình cần một cái Wish Activation Crystal. Nó đâu rồi? Ta hãy coi cái em này. Và ta sẽ có một cái Lava Charm trước khi làm được nó. Cần một cục kim cương. Ôi, lại cần kim cương. Ta đã lắp đầy được khoảng phân nửa cái soul network của cái Magician Blood Up. Và nó khoảng 81.000 LP. Bây giờ mình cần một cái Wish Activation Crystal. Thì trước đó ta cần phải chế tạo Lava Crystal trước. Bỏ cái Blood Up vào, bỏ hai cục Obsidian vào, kim cương, ba cái Lava. Và còn gì nữa? Còn hai miếng kiến. Kiến đâu? Hai cái. Đây là Lava Crystal. Bỏ vào trong cái Blood on ta một lần nữa để chuyển hóa. Bây giờ nó cần bao nhiêu? 10.000 LP. Vậy là một cái huyết đàn này nó sẽ chuyển được một cái, trở thành cái Wish Activation Crystal thôi. Mình cũng chuẩn bị sẵn những cây Diamond Sword. Và trong lúc này thì ta chuyển cái Ritual Diviner sang cái Ritual Abiding. Để cái Master Ritual Stone xuống. Mình sẽ canh cho nó ngay giữa cái ô cửa sổ đó. Và ngay giữa cái huyết đàn thì nó nằm ở khoảng này. Giữa chưa? Lật chút. Nó phải qua một ô. Qua ô kế bên cưng. Rồi đó. Chúng ta hãy lên lấy cái Wish Activation Crystal xuống nào. Và cái Ritual là Ritual Abiding. Nhìn vào đây. Bấm một cái. Nó sẽ tự động sắp xếp những cái cục gạch đó ra. Và chúng ta đã sẵn sàng chưa? Bây giờ hãy sử dụng cái Wish Activation Crystal. Chúng ta cảm thấy một cái sức hút nào đó. Chúng ta quá yếu. Kỳ vậy. Làm gì có chuyện đó. Mọi người kiếm vào luôn coi. Chúng ta cảm thấy quá yếu hả? Lết đủ rồi mà. 70.000 là quá đủ cho cái Ritual này rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Ta hãy thử bấm lại lần nữa. Và cái lý do mình bấm không được đó chính là hồi nãy mình chưa có xác nhận chủ sở hữu ở cái Wish Activation Crystal này. Bây giờ chúng ta cần mở cái magnet lên. Cây kiếm nó sẽ nó xuất hiện rất là nhanh thôi. Đó, đây là cây bao play. Ok, tuyệt vời. Và bấm phải chuột một cái để xác nhận chủ sở hữu. Mở cái kiếm lên, bao play. Và nó sẽ sử dụng máu ở trong soul network đó nha. Giờ chúng ta sẽ cần phải đi tìm một vài em quái hung hăng hung tợn. Và có một cái hang ở chỗ này nè. Lấy cây bao play ra chặt tụi nó. Cái hang hồi nãy không có quái, nên mình phải đi kiếm chỗ khác. Bây giờ có em zombie. Mở cái kiếm lên, hạ em zombie đó. Và nó đã rớt ra được một cái Wish Blood Shark. Đó là thứ chúng ta đang tìm đó. Trời vừa tối và mình vừa đi săn thêm một em zombie nữa để kiếm thêm một cái Wish Blood Shark. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó vào trong này và nó vẫn chưa chạy bởi vì mình chưa có nâng cấp cái huyết đàn lên cấp độ kế tiếp. Ta hãy đập ra và nâng cấp nó lên. Em này sẽ chuyển lên thành Blood Rune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nghĩa là 28 đó. Ta đập ra luôn chỗ này. Gắn hết vào bên trong.
lắp lại toàn bộ khu vực ở phía dưới, đập tiếp. Chúng ta còn hai mặt nữa là có thể nâng cấp lên được. Sau khi gắn đủ 4 mặt, chúng ta sẽ cần phải có một cái Wheat Blood Shack cộng với một cái Stone để trở thành Lack Blood Stone Brick. Những cái này sẽ thay thế cho những cái Glow Stone ở trên này luôn. Một cục ở đó, một cục ở bên đây, một cục ở bên kia, và một cục ở nơi còn lại là Blood Altar sẽ lên cấp độ 4. Ok, nó bắt đầu chế tạo được cho mình một cái Blood Up ở cấp độ kế tiếp. Cần 40.000 LP. Master Blood Up đã hoàn thành. Lấy nó ra. Bây giờ kích hoạt. Và chúng ta đã thấy được Ỷ Thiên TV là người sở hữu nó. Ta hãy bỏ vào chổng để hút cái phần máu ra chơi. Rồi được rồi. Nó sẽ chứa được bao nhiêu máu? Thằng này chứa được cỡ 1 triệu lận á. 1 triệu LP rất là nhiều. Và những em dân làng này vẫn còn phục vụ mình rất là tốt. Bây giờ chúng ta đã có thể làm được cái cấp độ kế tiếp của những cái Retour. Ta cần một cái Block Up Code. Bỏ vào trong này luôn. Nó sẽ chuyển sang cái Encryption Tool kế tiếp là Dust Rune. Ok. Như vậy mình sẽ còn phải chuyển khoảng 36, 38, khoảng 40 cái Reinforced Slate nữa để chúng ta nâng lên cấp độ kế tiếp. Đây. Và bỏ vô để nâng nó lên. Mình đã có thêm 40 cái Reinforced Slate để chế tạo những cái Retour Stone. Chúng ta hãy bắt đầu bỏ vào trong này. Và bỏ những cục Obsidian vào trong 4 góc. Ôi, nó không cho tôi bỏ vào 4 góc mới ghê. Bây giờ chúng ta sẽ được 40 cục. Và ta bỏ lại 4 cục. Nó đây, để làm một cái Master Retour Stone. Giờ hãy lấy cây Retour Diviner xuống. Nó đang ở Well of Suffering Retour. Mình sẽ gắn cái Master Retour Stone xuống đây. Chúng ta hãy nhìn. Nó phải chống trải thì nó mới có thể đặt được hết toàn bộ xuống. Và ta bấm chạy. Ok. Và những phần còn lại đâu? Những phần còn lại tại sao nó không đặt ra? Điều gì đã xảy ra? Hoàn thành đi. Mình lại quên mất một điều vô cùng quan trọng. Đó chính là cái Retour Diviner cần phải nâng lên một cấp độ mới thì nó mới đặt được cái Dust Rune. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cái Demonic Slay và hai cái Encryption Dust. Như vậy chúng ta mới tiếp tục đặt cái phần Well of Suffering xuống được. Giờ nó sẽ mở ra nhiều loại Retour hơn. Và ta kiếm Well of Suffering. Nó đây rồi. Và lấy cái Master Retour Stone xuống bên dưới. Ý, còn một em dân làng. Và chúng ta sẽ cách chỗ này ra 2 ô là ngay tại đây. Bắt đầu bấm vào. Và nó sẽ tự động hoàn thành. Bây giờ chắc chắn là nó sẽ cần chỗ. Thì cái cục chỗ này cần đập ra nè. Chúng ta đập ra. Và ở đây chúng ta cũng đập ra luôn. Chúng ta sẽ chừa 3 ô chỗ đó ra. Thì nó mới tiếp tục chạy được. 3 ô. Và bên này còn một ô nữa không? Đó đủ rồi. Và ở đây là 3... cao hơn chút. Đây là 3 ô. Lộn, bình tĩnh. Lộn, làm lại. Và mới 2 ô à. Đây là 3 ô. Và ở đây cũng là 3 ô. 1, 2 và 3. Đó, nó bắt đầu hoàn thành cái Retour. Well of Suffering. Làm sao mình đi xuống đây? Chúng ta phải đục cái đường khác để đi xuống thôi. Rồi, xuống ngay đây cũng được, không sao cả. Cái Retour này đã hoàn thành chưa? Bấm vào, ok. Giờ chúng ta sẽ kích hoạt nó lên. Thì mình cần phải có ít nhất là 50.000 LP ở trong Soul Network, chính xác. Và ta bấm một cái. Ok. Bây giờ nó đã được kích hoạt rồi đó. Và ta hãy mau chóng đặt mấy em Hot Girl xuống. Mình sẽ sử dụng Hot Girl ở phía bên dưới. Đặt cái em này xuống, đặt cái em này xuống và bỏ vào bên trong là Hot Girl. Chúng ta chắc chắn phải có lever. Ta cần khoảng 10 em Hot Girl là đủ. Bắt đầu chờ một chút xíu cho mấy em Hot Girl spawn ra. Mình sử dụng Hot Girl là bởi vì tụi nó sẽ hồi máu. Giờ tụi nó sẽ thấy mình, chúng ta phải né tụi nó ra đi. Khi nó không thấy mình nữa, nó sẽ lấy những cái bình hồi máu ra bắt đầu hồi lại. Mỗi lần cái Retour này nó hoạt động, nó sẽ trừ một giọt máu của con quái. Và bây giờ nó bắt đầu, chúng ta sẽ cần phải lên trển rồi đó. Chúng ta đập chỗ này ra tiếp để leo lên trển. Và cái Blood Altar đang có máu ở trọng. Tốt, đó là điều chúng ta đang mong muốn. Bỏ cái Blood Up vào trong đó. Và tắt cái máy đi, nhiều Hot Girl quá rồi. Tôi không cần thêm Hot Girl đâu. Rồi, xin cảm ơn.
các em ấy đã quăng trà sữa vào mặt mình. Hot girl trà sữa. Đau quá. Tốt rồi, tốt rồi. Nếu muốn chúng ta có thể hạ cái mà retour đó xuống một chút. Nó không có lòi lên vậy. Mà kệ đi. Giờ mình chỉ quan tâm đến là nó hoạt động tốt thôi. Chúng ta đang có được bao nhiêu đây? 21.000 LP. Giờ mình sẽ chờ một chút xíu cho nó đủ cái số lượng LP ở trong show network để chúng ta làm cái retour kế tiếp. Mình vừa ấp kiến lên hết và đi chuẩn bị thêm những sợi Rednet cable. Chúng ta sẽ kéo từ trong cái spawner đó ra. Vô coi, cho tôi đi vào, kéo ra. Cái sợi này sẽ cho phép mình điều khiển bằng redstone signal. Chúng ta sẽ đặt một sợi nữa ở ngoài đó. Và ta cần cây range. Randall. Gõ vào đầu nó một cái. Gõ vào standard connection mode. Ok. Và chuyển sang gắn cái lever vào chậm. Rồi đó. Giờ chúng ta hãy gạt cầu dao xuống trước chứ. Không có cho nó chạy. Và bỏ vô cái em hot girl trở lại. Trong này nó vẫn đứng cứng ngắc nè. Nó chưa chạy là tốt. Giờ chúng ta sẽ gắn kiến vào ở ba ô còn lại. Là xong. Giờ nó sẽ tiếp tục hoạt động. Và cho mình cái phần máu ở trong show network. Chúng ta hãy chờ cho nó spawn hot girl ra. Mình cần khoảng 10 hot girl ở trong một cái khu này thôi à. Không có cần nhiều. Mỗi lần nó được một em. Và ta kiểm tra coi. Máu bây giờ là 42.750. 42.774. Và đang tăng. Tăng là tốt. Được bao nhiêu con rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con thứ 8. 9. Và 10. Em thứ 10 rớt xuống là tắt. Ok. Giờ chúng ta sẽ làm tiếp một cái retour nữa để chế tạo clay là ở đây nè. 20 cái reinforced clay này sẽ được chuyển thành những cái retour stone. Và cần có cái blood up. Chúng ta lấy cái blood up kia đi. Rồi đó. Nó đây. Và 20 cái chia đều vào. Chia đều luôn cả những cái này vào luôn. Giờ 4 cái sẽ chia vào đây. Ok. Mình sẽ sử dụng cái blood up đó luôn đi. Chúng ta lấy cái blood up. Rồi ta lấy cái Retour Diviner. Kiếm cái Retour Ballad of Alchemy. Đó đó. Lấy cái Master Retour Stone xuống. Giờ mình sẽ để nó ở ngoài đây luôn. Ta canh ngay cái ô ở giữa cửa sổ. Là ngay chỗ này. Và xích qua chút xíu. Ngay đó. Là ngay Blood on ta. Ngay bên kia. Này canh bằng mắt thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm. Và nó sẽ hoàn thành cho mình cái Retour đó. Ok. Mà chúng ta vẫn còn cần một thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là cái Alchemistry set. Không có là không có làm được cái gì hết trơn hết á. Lấy hai em này xuống. Lấy xuống, lấy xuống. Để cái blood up vào cái brewing stand. Và hai em này ở kế bên. Được Alchemistry set. Bây giờ cần thêm jazz. Và thêm một cái blood on ta nữa là được. Giờ nó đã xong chưa? Kích hoạt nó lên nào. Ok, chúng ta đã thấy được cái retour được kích hoạt. Bây giờ cái retour đang hướng mặt về hướng bên nào đây? Đang về hướng đông. Hướng đông là hướng nào? Đây là hướng đông, là hướng đó. Thì thằng này nó sẽ nằm ở đây. Alchemistry set. Đồng thời chúng ta cũng phải gắn một cái blood on ta ở phía trên. Bỏ một cái, rồi lại bỏ trong kia nữa rồi. Chúng ta sẵn lấy cái này rồi chúng ta lấy clay luôn nào. Thử nghiệm. Chúng ta sẽ cần có clay và nước. Mình sẽ múc một xô nước. Ok. Và chúng ta đã sẵn sàng rồi đó. Cái chest ở đối diện là cái chest output. Nghĩa là đầu ra. Nên là đầu vào. Mình sẽ bỏ cát vào đây. Và nó vào đó. Bỏ sand lên trên. Chạy chưa? Chạy rồi đó. Và sand đâu? Nó đang chạy đây nè. Chúng ta chưa bỏ blood up vô. Phải bỏ blood up vô mới được. Và nó bắt đầu chạy. Giờ chờ một chút xíu để nó chuyển thành clay nha. Cái cục clay ở trên để nó biết được là cái hệ thống bên dưới này. Hay là cái retour này chứ. Không có hệ thống nào cả. Nó sẽ chế tạo clay. Và bây giờ nó xong chưa? Xong. Tốt. Và clay ra từ đầu này. Vậy là mình sẽ cần phải gắn thêm một cái hệ thống điện để dẫn những cái đường nước rồi dẫn đường đồ lại. Nói tóm lại, sau tất cả những nỗ lực sử dụng Blood Magic, chúng ta đã có được một chỗ để sản xuất clay rồi đó.
Trong thời gian giữa hai tập, mình sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất này bằng các hệ thống tự động và ta sẽ cố gắng xây dựng căn cứ luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!